Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ món ăn về cây tre, cây nứa, trung dũng kiên cường bảo vệ quê hương, mà cũng là một cái món ăn rất là ngon. Măng nhồi thịt sốt nấm là món ăn đơn giản, lạ miệng, măng thì giòn sần sật vị, đậm đà, thơm mùi nấm hương, xì dầu, không mất quá nhiều chi phí mà có một cái bữa ăn ngon. Món ăn quen thuộc với nhiều gia đình, chỉ là thay đổi một chút về cách chế biến để có một cái món ăn thơm, ngon, hấp dẫn cho cả nhà vào những cái dịp cuối tuần quây quần cùng nhau với món ăn ngon này nhé. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu và định lượng cùng gia vị trước khi vào bếp. Các bạn có thể tham khảo nguyên liệu và định lượng chi tiết mình có để ở phần mô tả ở phía dưới video. Chọn măng thì mình chọn những cái non, dùng ngón móng tay này bấm vào phần gốc và phần ngọn, nếu bấm được là măng non. Măng thì không quá chua, sáng màu, không thâm đen, dập nát. Đầu tiên mình sẽ đi luộc măng, thì bỏ hết cái chỗ măng này vào cái nồi nước, rồi bắc lên trên bếp để luộc. Khi mà nước sôi thì mình sẽ luộc măng trong khoảng thời gian là 30 phút cho măng nó ra hết cái vị chua. Tiếp đến thì mình sẽ đi băm hành tỏi, hành khô thì mình sử dụng là 20g đập dập rồi băm nhỏ. Hành lá này mình sử dụng là 50g. Với cái phần gốc ấy, thì mình sẽ cắt khúc khoảng 10cm để bỏ ra để trang trí đĩa các bạn nhé. Với cái phần ngọn ấy, thì mình sẽ thái nhỏ là khoảng 0,5cm. Nấm hương này thì 1/2 này mình sẽ thái nhỏ để làm nước sốt nấm. Một phần hai cái chỗ nấm hương còn lại thì mình sẽ băm nhỏ để trộn cùng với thịt. Mộc nhĩ này thì mình sẽ băm nhỏ. Mộc nhĩ sẽ được trộn cùng với thịt. Mộc nhĩ này thì nó ăn nó có cái độ giòn giòn, nó tạo ra cảm giác người ăn thêm ngon miệng các bạn. Mà nó cũng có rất nhiều chất dinh dưỡng. Khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi các bạn, thì mình sẽ đi ướp gia vị các bạn nhé. Mình sẽ bỏ thịt xay và giò sống vào trong tô để ướp gia vị. Nấm hương này, băm nhỏ, mộc nhĩ, hành khô, hành lá thái nhỏ thì mình bỏ hết vào. Rồi mình sẽ nêm gia vị, hạt nêm là 5g. Sau đó là bột ngọt 5g. Tiếp là tiêu 5g, nước mắm 20ml, cuối cùng là 5g đường trắng. Rồi mình sẽ trộn đều cho thịt nó thấm đều gia vị hết các bạn nhé. Quay trở lại cái nồi măng của mình đã sôi được khoảng 30 phút rồi. Mình sẽ bắc ra ngoài và vớt luôn ra cái sau thau nước sạch để ngâm cho giảm nhiệt cho măng. Đồng thời thì mình cũng rửa măng luôn cho sạch. Nếu mà măng nó quá chua thì các bạn có thể luộc thêm 1 đến 2 nước nữa cho măng nó giảm bớt cái độ chua. Thì mình sẽ dùng cái chuôi thìa này để tạo lỗ cho măng. Mình sẽ nhồi thịt nó dễ dàng hơn. Vậy là cái khâu chuẩn bị đã xong rồi thì mình sẽ đi nhồi thịt nhé các bạn. Với cái măng này thì mình sẽ nhồi thịt vào khoảng là 40 đến 50 gram thịt cho một cái. Thì mình sẽ lấy một cái lượng thịt nó tương đương với cái củ măng. Rồi mình sẽ lựa để nhét đầy vào bên trong măng. Các bạn mà đang xem video này mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới video để ủng hộ kênh ẩm thực YouTube nhé. Mình cứ làm lần lượt từng cái măng một nhồi cho tới khi hết cái chỗ măng này các bạn nhé.
Sau khi mình nhồi măng xong thì mình mang đi hấp các bạn. Mình sẽ bỏ măng vào trong cái lồng hấp và bỏ thêm một cái đĩa vào để măng cho nó dễ. Cái chỗ măng này mình nhồi là vừa xinh cái lồng hấp này các bạn. Với cái nồi hấp này mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 40-45 phút từ lúc sôi. Nhé các bạn, trong lúc chờ măng hấp thì mình sẽ đi làm nước sốt nấm. Mình sẽ bỏ dầu vào trong chảo và phi thơm chỗ hành khô còn lại cho nó vàng. Rồi mình sẽ bỏ nấm vào xào qua. Rồi mình sẽ bỏ gia vị các bạn. Dầu hào là 10ml, nước tương 40ml, bột ngọt 3g, đường trắng 10g. Mình chỉ cần đun sôi kỹ một chút rồi mình cho nấm chín là được các bạn. Cái nồi măng này của mình đã hấp được 25 phút rồi. Mình sẽ trở từ mặt dưới lên mặt trên cho nó thịt nó chín đều. Rồi mình sẽ đậy vung vào hấp tiếp trong khoảng thời gian là 20 phút nữa. Cái nồi măng này của mình đã hấp thêm được 20 phút rồi các bạn. Măng đã được rồi, mình sẽ bỏ ra ngoài để thái măng và trình bày vào đĩa để thưởng thức cho các bạn. Ngon quá các bạn ơi, một mình cũng ăn hết cái chỗ măng này. Và mình sẽ đi thái măng này các bạn. Măng của mình này sẽ được thái theo cái khoanh của măng với cái độ dày là từ 1,5 đến 2cm là vừa các bạn nhé. Cái đĩa măng thì mình đã trang trí sẵn rồi. Cái phần đầu hành cắt khúc mình đã trần. Và thái mấy cái lát dưa chuột thái mỏng, thêm vào đó là mấy cái lát ớt lên trên là mình có một cái đĩa măng trang trí cực ngon, cực đẹp. Rồi chỉ cần bỏ măng đã thái vào là xong các bạn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Mình cắt măng mà thấy ngon quá. Cái món măng này mình nhâm nhi cùng với bạn bè hay đơn giản là dùng cơm thôi cũng ngon hết nấc luôn các bạn. Mình bày ra đĩa xong thì chỉ cần đun nóng lại cái nước sốt nấm rồi mình dội lên trên là xong các bạn. Mình rắc thêm một chút hành thái nhỏ vào để thêm cái phần sinh động. Khi ăn thì vị nó sẽ đậm đà, thơm mùi nấm hương, xì dầu, măng thì giòn giòn, thịt thì chín tới. Đó là những cái yêu cầu thành phẩm của món măng nhồi thịt. Các bạn hãy làm thử món măng nhồi thịt này cho cả nhà cùng thưởng thức. Các bạn mà thấy hay, hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng biết. Các bạn hãy bấm nút đăng ký, nút like để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kỳ sau. Xin chào các bạn.